Đấy các bạn, ở trên này làm ruộng hay lắm. Đây này, ruộng đây là toàn khô không khốc rồi. Đấy, mọi người là phải bơm nước lên các bạn. Bơm nước lên để làm. Chỗ bên em tủa là mùa này vẫn trực hay có nước đâu. Đấy, phải ngăn đắp kín hết rồi, không còn nước nữa rồi. Đắp cạn luôn, hút lên làm ruộng. Đấy, ở đây nước nôi khó khăn thế các bạn, không có kênh mương. Đấy, chỗ này đắp ở trên này làm cái mương về thì tốt, nhưng mà nước nó về ít quá. À, trăng dây cơ. Trăng dây hay làm cái gì mà cấy từng cây từng cây này. Ấy, trăng dây hay là chia đấy? Chia à, mỗi người một bên à? Cấy thuê à? Em tưởng là hộ nhau chứ. Thế cấy à? À. À, thế là thuê cấy. Nên là bà con bây giờ là chia ra, mỗi người một ô. Thế tí cấy luôn thửa này chứ. Cấy luôn à? Ở trên chỗ này không bắc nước về đây được à? Không bắc được đâu. Sao? Nó thấp ở kia. Bắc từ trên kia xuống. Bắc từ trên phải tít trên này cơ. Ừ. Tít trên này là bắt được. Làm cái vòi phi 27 31 này chả ngon à? Tốn tiền. Tốn tiền. Một cuộn đủ chứ mày. Một cuộn đủ không? À, một cuộn đủ. Ừ. Không đủ à? Tít trên này nó phải tầm 200 mét cả. Đấy. Bác trưởng thôn mới làm ruộng nhá. Đấy, trưởng thôn làm ruộng các bác ơi. Ấy, có vòi này sướng nhỉ. Nước về ầm luôn đấy. Chỗ bên tủa không biết là lấy nước ở đâu đây này. Bây giờ chỗ tủa thì không có nước đâu, chỗ thì phải mưa thôi. Chờ mưa thôi nhỉ. Ừ, không. Em đang ở bác nước ở mấy nhà ở kia về. Chắc phải bắt mấy ngày mới đủ ấy. Nhờ. Vâng. À. Có máy bơm này nhanh này. Thắng cái vòi này một lúc là đầy rồi. Cửa này tốt đấy nhỉ, nhiều phù sa. Tốt đấy. Nó gọi là nó ngấm nước nhanh lắm nhỉ. Đất cát nên là ngấm nước nhanh. Khô nhanh đấy. Thế đắp chỗ này không được đúng không? Đắp nó lại ngập lên trên kia là không được. Phải bơm à? Không làm được cái mương nào à? Thế cái nước chỗ này là... nguồn bé này... Đất chỗ này là đất của ai? Sình à? Của nhà tủa từ đâu đến đâu? Hả? Của nhà tủa, đất nhà tủa từ đâu đến đâu? Nhà tủa ở đây không có đâu. Của nhà bà ấy? Nhà bà thì tất cả bên kia, cả đường lên trên này, cái chỗ ra này hết. Thế yeah. À? Rộng phê. Nhưng mà chưa có sổ đỏ đúng không? Chưa. Nó có thì anh ấy tán rồi. Yeah. Thế bây giờ chắc là thằng nào nó cầm đúng không? Ờ. Thôi em đi sửa cái máy
lắp cái máy cho tủa đấy. Ê, nước nhiều không? Nước nhiều nhỉ? Bên ruộng tủa lấy nước ở đâu được ơi? Nước bên tủa lấy nước ở đâu? Đấy là trời mưa thôi. Trời mưa à? Đi sửa đường nước nhà phành về. Phành bé. Bé quá. Lấy cả bên đấy, lấy cả bên nhà trường nữa. Có mà trước là rửa tí. Rồi đi. Đi lắp máy. Xin chào các bác nhé. Hôm nay thì trường Lý với cháu Hòa với em Tủa đưa máy về khu ruộng rồi. Nhưng mà sáng nay chỉnh sửa, phải hàn trước, chờ máy hàn. Hàn hết cái lồng này, như là lắp giáp cho nó ngon lành hết đi thì chiều nay mới cày được các bác ạ. Nên là sáng nay sau khi lắp giáp cũng như là đưa máy về đây thì mấy chú cháu bây giờ quyết định đi dẫn nước về ruộng đã. Đấy. Cái mũ này cho Họa thế nhỉ. Họa ơi, này, mua cho cái mũ cối để lao động. Không cần đâu. Rồi hú vào. Không quen đâu. Đấy, mũ xịn đấy, mũ mới đấy. Mũ 50 triệu đấy. Anh là 50 triệu. Bỏ ra. Mũ Bác Hồ đấy. 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 Rồi thế nào, không vừa không? Được 7 năm không được đi mũ. Đấy, rồi vào. Bây giờ nhá, bây giờ cháu luồn qua cái ấy này xong rồi dẫn nước ở trên trường chú xuống đi. Bây giờ không dẫn chui qua này đã, thế thì đặt răng bên này đi, không tí xe họ đi qua. Một người Tủa đi cùng anh. Tôi chui vào đây. Tôi chui vào kia đi. Vào được không? Đấy. Kéo đi. Kéo sang bên kia. Ôi, có cái lỗ ở đây này. Không cho cái lỗ ở đâu đây này. Đấy xuống. Rồi. Rồi. Buồn quá đây. Được rồi. Đi xuống dưới đi. Đi xuống dưới bảo Hoa ơi. Đủ rồi đấy, đến rồi đấy, bây giờ cháu dẫn ra ngoài kia đi qua, luồn qua kia đi.
Rồi con cống lên. Nước rồi, tay đi. Kéo hết rồi. Kéo xong là bên giờ bên giờ đấy. Đến rồi. Kéo để hết tay luôn. Kéo kéo. Phải kéo hết lắm. Kéo hết thì dài lắm. Cháu thở bên đấy không được à? Cháu kéo hết đây mà lại không làm đâu. Phải kéo hết à? Được rồi. Nước không về không? À, em đang dẫn vào bể thôi. Còn test lên á? Ờ, em đang cho vào test mà. Thế à? Ừ. Nên lên thấy cạn mà. Test trên kia không chảy á? Không có một tí nước nào luôn. Thế chắc nó bị tụt không? Tụt hay là thằng bên kia luôn đấy? Nước có khả năng đấy. Test hết nước rồi. Cái chỗ phải dẫn vào để cho nó không đầy thì được khoảng lưng đi. Không hết nước dùng. Thế các bạn xử lý phải lấy nước ở chỗ nhà trường này về làm ruộng cho em tủa các bạn. À, bây giờ là đi dẫn nước ở trên kia về, mình mắc vào đây xong là dẫn xuống dưới ruộng thôi. Được rồi, chỉ cắm nước về là nó vào đây thôi mà. Múa câu á. Không đi được à? Ngã đấy. Tuổi trèo áp hết nhỉ. Đi cẩn thận nhá. Hoa rồi. Hoa. Nước chưa? Hả? Nước, nước về mà. Nước về. Xả tí nó về bể. Đang về bể trên. À, cái kia nó về. Chú đang xả về cái bể này. Nó bây giờ mình chưa dùng mà chú. Ừ. Nó bây giờ mình chưa dùng à? Thì về cái hết mới bữa phải nước cái lắm. Cháu đang thả ruộng cao nhất à? À, ném bên kia à? Đi. Đi xuống xem nào, xem nước nó về không? Biết bưng ra đâu. Ủa? Cháu ấy. Cháu để ở dưới sao chứ? Hôm nay cháu mò lên tận đây rồi. Vâng, cháu lên kéo nước rồi mà. Cháu lên kéo đoạn này mới bảo thủ dưới đây chứ không thủ cũng biết dưới rồi. À. Dưới đây cháu làm ấy. Ừ. Chúc. Đi xuống dưới đi.
Tủa nó xuống rồi. Tủa xuống rồi. Ê, chú đang xả ở cái bể này. Bé lắm, không nhiều lắm. Tí này sửa. Sao đi? Tí cái nước này nó về to đùng mà. Hôm nãy là họ tháo ra, không biết là ai lấy nước hay sao ấy. Cháu tháo ra, cháu lấy nước nhiều làm ruộng ấy. Cháu đang làm ruộng bên cháu á? Cháu nuôi mấy kia. Trời nắng quá. À, thế là nơi cháu tháo à? Cái nước tháo kia nó chảy về đâu? Tháo nhưng địch không à, để nó trên đất đấy. Nó chảy sang đường nhà mình. Làm gì? Tháo ở cái bể đấy mà. Tháo bể đấy. Ờ. Tháo ở cái bể trên này mà. Thì chẳng biết. Tháo tích trên kia. Không, tháo ở cái bể trên chỗ. Ở giữa cái chú gì? Ờ, không. Bể ở trên kia, bể trên đồi ấy, à, bể chứa ấy. Đây là dây mình đây à? Đất đây tốt phết nhỉ. Đây, dép hòa vứt đây này. Đấy. Đấy, nước về rồi. Ôi, đất đây khô lắm các bạn. Ơi. Tưới ra ướt rồi. Thả xuống ruộng dưới thôi nhỉ. Ôi. Thả xuống ruộng dưới hay là trên này? Trên này mình cây phải để khô đúng không? Trên cây. Cho mình cây cho cây là được tạm kêu làm cho nó mủ được. Đây, đó. Chiều đi sửa nước của nhà phình à. Nhá. Sửa cả nước nhà phình nữa về. Xong là mình lấy ở đây. Lấy kia về đây. Lấy nhà anh Đường về đây. Nhá. Chiều đi sửa nhà. Vậy đi về nhà Hòa đó nhỉ. Ngủ chứ. Ngọ. Cái này nuôi nuôi được để làm, để làm ruộng không làm được không? Ừ. Hai nguồn to đấy. Nguồn nhà phình nó mưa là dầm thấm lâu, bây giờ cày xong rồi chỗ này nó đầy là bừa được rồi. Đây là bừa. Cứ đầy bừa là được, cái này bừa là phải là ừ. Không chờ mà phát có nước hay là không có nước đâu. Ủa, lấy đâu ra nước đây. Nãy nhà chú rình này còn bơm cả một cái máy to đùng vật vã đấy, còn chả đủ nước để mà cày ấy à. Cái này mình phải dẫn về để từ bây giờ đi thôi. Vâng, nó ngấn vào. Ừ, để lâu nó khắc đầy mà. Mình chưa đại đáng mà. Ừ. Hôm nay nó mấy rồi. Cứ chịu khó dẫn về để chú đi Yên Minh về xong là rồi. Làm chiều nay mình cứ cày xong cái thửa kia với lại thửa chiều nay là cày xong rồi. Ừ.
cây chỗ này với kia, chỗ ba chỗ bé như kia. Từ đây cày trâu hay cày? Thế này phải cày máy rồi. Máy á? Bởi vì mình phải cỏ để cày rồi. Ừ. Hôm trước là phải cày cỏ này. Ừ. Tùa ơi, Tùa, Tùa ơi, bảo nó cất cái điệu kia, xẻng kia không nhỉ? Không bắt đâu mà. Chắc chắc cất đơn nhỉ? Đi đâu này? Chắc đẩy đẩy vào trong kia luôn nhỉ? Để đây nhờ chiều chiều mình làm. Cái đoạn này đơn giản mà. Tùa đâu? Tùa đang ở dưới này rồi. Để nấu cơm ăn thôi nhỉ? Được. Chưa rồi. Ừ. Nó đi lấy cái điệu à? Mang vào đây cất. Mang vào đây cất. Cất đây. Cầm đi làm cái gì? À, mang cơm đi à? Xác định mang cơm đi làm cả ngày đấy. Hôm nay em có rau gì ăn không? Có một, hai cái thìa với một cân với lại lá. Hai thìa à? Chắc định cho mời ở Hòa nữa sao anh? Ờ thì hôm qua cháu bảo Tùa bảo là... Ê! Cất nó lên trên này này. Hôm qua cháu bảo Tùa là lên sớm cháu với Tùa đi cháy. Đặt lên đấy. Cháu bảo cháy một tay. Ờ để nhờ đây, chiều lại lấy. Đấy các bạn, hôm nay thì trường lý với cháu Hòa nhé. Em Tủa là sửa máy cày cũng như là dẫn nước về cho ruộng thôi. Bây giờ là đi về nhà cháu Hòa ăn cơm nhỉ. Rồi, đi đi. Đeo, đi ba được mà. Thế đi tắt nhá. Hòa đâu? Hòa đâu Tủa? Hòa đâu rồi? Tủa về tránh nhỉ. Đi, đi xuống nhà Hòa đi. Đấy, như vậy là kết thúc một buổi sáng các bạn. Bây giờ là về ăn cơm thôi. Ua mỏ đó. Uống ngay. Ua mỏ ngay. Cái này có muốn thiêu lại không? Muốn thiêu với nhỉ? Chắc chả cần đâu. Rửa sạch ra được rồi. Tí rửa sạch không à? Xem nó có lông không? Đâu, cái này có lông đâu mà. Không có lông à? Thành mi tu kia rồi sao đây? Vớt nước sôi rồi. Tủa thì nấu nướng chuẩn phết đấy. Đúng không? Biết làm mà. Ở kênh Nguyễn Tất Thắng thì bây giờ mới hướng dẫn bay hầu làm cơm. Ui. Một con vịt nữa à? Thế nhiều món đấy. 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 Được rồi đấy. Hôm nay mới đầu tiên đấy nhỉ? Đấy, cho Tủa làm cho xem các bác xem ha. Đấy, Tủa biết làm nhiều việc lắm. Nói chung là Tủa có vợ con là chăm lo gia đình được các bác. Đấy. À, qua đây thì trường lý cũng nói luôn này. À, vừa rồi là có kênh anh Long Vlog ấy, anh cũng hay quay và hay gắn tên Tủa ấy. Thì thực ra là anh Long thì cũng ở ngay gần chỗ trường lý. Cũng anh em là cũng hay đi cùng nhau. Tuy nhiên thời gian này thì anh ấy đi giúp các mảnh đời ở bên kênh anh ấy thì anh có gặp các cái hoàn cảnh về con gái ấy, thì anh cũng muốn giới thiệu cho Tủa. Nhưng mà xử lý thấy các nhân vật của bên anh Long ấy là câm với lại bị đau là nhiều, nhưng mà cũng không biết được, tùy duyên thôi. Cái này thì trường lý không dám khẳng định như anh Long nhé. Đấy, không biết là em Tủa em có thích không. Chứ còn cái chuyện vợ con thì tới đây trường lý sẽ đưa em Tủa đi đàng hoàng. Đấy, chứ không xem riêng của Tủa thế nào đấy. Đấy, xem ý kiến riêng. Chứ mình không dám hứa. Mình không dám hứa là lấy vợ cho Tủa bằng được hay như thế nào. Đấy. Chuyện vợ chồng thì rất là khó nha các bác nhá. Thế nên là tới đây giúp Tủa làm xong ruộng nương. Thì có thời gian thì trường lý xem có cái mối nào thì trường lý sẽ đưa em Tủa đi xem có hợp không. Nếu mà không hợp thì
mình lại đi tìm chỗ khác nhé. Có thích đi tìm vợ không? Tìm pony ấy. Làm ruộng đã nhá, làm ruộng đã, có thóc, có tiền thì lúc đấy mình lấy vợ nó sướng hơn nhá. Đàng hoàng đấy, còn làm nhà nữa cơ mà nhỉ. Làm nhà lấy vợ chứ nhỉ. Em Tủa thì chưa có nhà ở nha các bác nha, cái nhà bên kia là ở với bà thôi. Cái nhà có một cái nhà bên tí. Đấy, cái nhà bên đấy là cái nhà bếp xong là ở với bà thôi, thế nên là cái nhà đó không ở được lâu đâu. Đấy, tương lai là chắc vẫn phải làm nhà cho em Tủa. Trước mắt bây giờ là giúp em Tủa phát triển kinh tế để lấy tiền để mua thức ăn cũng như là lo cho bản thân em Tủa rồi mới làm nhà cho em. Đấy, lúc đấy mình có tiền mình mua thức ăn, mình nhờ anh em đến giúp làm nhà thì nó sẽ chi phí nó đỡ tốn. Đúng rồi, là lấy vợ phải có tiền nuôi nó chứ nhé. Hai vợ chồng phải có đất, có cát, có đồ dụng cụ mình lao động, làm ra tiền, làm ra thức ăn thì mới lấy vợ được nhé. Không có tiền, không có gạo thì không lấy được đâu. Lấy về là chết đói đấy. Lấy vợ về cùng nhau làm cũng được. Em Tủa thì nấu nướng làm lụng là em làm cũng rất là sạch sẽ, biết làm đấy. Qua là trước đây là em mới không có điều kiện giao lưu cũng như là đi lại, nên lại có một thời gian gần như là em bị tự kỷ các bác ạ. Đấy các bác, một thời gian chập chém thì đã xong rồi các bác. Em Tủa xào cái này hơi cháy thì sặc ớt. Lấy nước à? Cứ để đấy, cứ để đấy. Cứ để đấy, tí hoa đó xào cái gì ấy. Nó xào cái gì? Cái này là cái gì? Chảo. Chảo, đúng rồi. Cái chảo, cái muôi. Cái kia. Gáo. Cái gáo. Đúng rồi. Nhớ nhá. Nhớ. Còn cái tiết vịt kia gọi là tiết, không phải máu đâu. Không phải nhằn tiết đâu. Đấy, phải dạy em Tủa tiếng Kinh dần dần các bác ạ. Nhiều từ là em Tủa không biết. Đấy. Thử hỏi xem cái này có biết là cái gì không? Xem cái rổ này. Cái này biết gọi cái gì không? Cái này chưa biết rồi. Cũng không biết à? Cái này cái rổ, cái rổ cái giá, cái rổ, 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 cái rổ, rổ giá ấy. Cái rổ, 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 gì rổ, hỏi rổ, rổ, đấy, cái rổ, cái rổ. Cái gáo. Cái này là cái gáo múc cám lợn nhá. Nhớ nhá. Cái đấy là xào khô à? Xào khô cho mẹ ăn. Cái đấy á? Cái này là cái nong. Cái nong hoặc là cái mẹt. Cái mẹt cũng được mà cái nong được nhá. Cái nong nó to hơn nhưng cái này gọi là cái mẹt, cái mẹt sẩy gạo, hay còn gọi là cái nong sẩy gạo cũng được nhá. Nói chung là nó vẫn là hai cái, nó là một, nhưng mà cái nong thì nó to hơn, nong là nong tầm, cái nong nuôi tầm thì nó to hơn, nhưng mà thường thường như cái này thì gọi là cái mẹt. Cái nong nó to thì gọi là cái nong, còn cái này bé thì gọi là cái mẹt nhá. Còn cái gì không biết?
Cái này có biết không? Cái này biết tí rồi, thớt chưa? Cái thớt nha. Ừ, cái thớt. Thớt biết rồi. Ừ, biết rồi. Đấy, phải lâu lâu phải dạy tủa thì tủa mới biết được, không thì không biết nhận dạng những cái đồ vật. Nó mỏ lắm. Chú cháu em đi làm ruộng về thì ăn trưa ở nhà cháu Hòa đúng không ạ? Cháu Hòa mổ con vịt rất là to. Con đáy tủa thôi nhỉ? Đấy, đấy em tủa. Đấy, thịt lợn. Uống rượu à? Uống một hai chén thôi nhỉ? Đây, mời tất cả các bác ăn cơm cùng với lại gia đình cháu Hòa với lại em tủa chú Lý nhá. Nó mò ra đây đi à, con mới dậy con muốn đẻ đi ăn xong hổ á hổ mẹ thế ăn cơm đi cái đi ừ. Ăn vịt làng vịt nhà cháu Hòa nuôi được này béo đấy béo rất là ngon được bốc bà bốc bà bốc bà lấy lấy còng cho trẻ con đi. Còn cái này. Ai vào đây chứ quả? Mời các bác ăn cơm nhá. Hả? Như vậy nào? Hả? Ồ, thế thì mình chết kéo. Ông vào nào đi ạ? Thịt... Hả? Vịt. Đó, vừa cái chéo bánh ăn rất là mềm và ngon. Nào nhỉ? Nào đi hả? Mua đủ cho con rồi. Con nhỉ? Ăn đi. Nào đây. Đó. Nó không chịu vội à? Nó cứ ngồi các mấy đứa một bát xong rồi ngồi ăn thế thôi. Tả hết. Nó ồ, để nó cái tả mình chả được. Ừ. Nó xanh miệng. Nó xanh ngay mình chả được không? Nó ngay không? Ngay không ạ? Ồ, nó tả.